Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Huy, Huy là Hán, sinh năm 1986, cư trú ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra. Do không có tiền tiêu xài nên Trần Văn Huy nảy sinh ý định tìm tài sản ở các cơ sở thờ tự để lấy trộm. Khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2021, Huy đến khu vực đất thất cao đài, thị trấn Mỹ Luông, giả vờ ngủ. Với ý định quan sát và nắm tình hình để lựa thời cơ ra tay lấy trộm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy mọi người đã ngủ, Huy dùng cây phá camera an ninh trong thánh thất để vô hiệu hóa, sau đó đột nhập vào bên trong, lấy 8 bộ chân đèn bằng đồng để trên bàn thờ cúng, bỏ vào bao, đem đi bán cho một điểm thu mua phế liệu ở ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, được 1 triệu 840 ngàn đồng. Không dừng lại ở đó, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021, Huy tiếp tục đột nhập vào thánh thất lấy trộm hai đĩa trò chân rồng bằng đồng rồi mang qua thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiêu thụ. Số tiền có được do bán tài sản lấy trộm, Huy tiêu xài cá nhân cho đến hết. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện chợ mới đã nhanh chóng xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng qua trích xuất camera ở gần khu vực Thánh Thất. Lực lượng công an nhận định Trần Văn Huy là đối tượng nghi vấn nên đã cho mời Huy lên trụ sở công an để làm việc qua làm việc huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình được biết trần văn huy là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội